chào mọi người. Đã quay trở lại. Đâu đâu câu. Ok. Rồi ở đây là cái đống nguyên liệu mà bạn ba tê và mình đã cùng nhau chuẩn bị. Nói gì thôi chứ mình chuẩn bị được mấy cái ly à. Cái này là một gâu câu pha sẵn. Mũ đầu cũng có. Ở đây chỉ có 5 màu, chuẩn bị 6 cái ly. Khay, mấy cái khay. Rồi bị vô lý ha. Mấy khay nè, tích. Đây các bạn muốn mua về là có hết, trong siêu thị có hết. Tới hồi thì em ru, tới hồi nói thì dành nói chung. Vô đi. Đây là kiểu màu thực phẩm, tụi mình sẽ đổ bột vào, rồi đổ nước vô và cho một vài giọt để tạo màu cho cái rau câu. Và sau đó tụi mình sẽ đổ ra những cái khay là con gấu, bông hoa, rồi bla 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 bla. Mà trước khi đổ vào thì tụi mình sẽ đun lên cho cái hạt rau câu nó đều rồi sau đó mới bỏ vào. Mà nếu mà có thì mình sẽ cho kiểu phô mai hay là kẹo gì đó vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm thôi. Trước tiên là chúng ta sẽ đun 2 lít nước cho nó sôi. 2 lít nước. Mở bếp thôi. Chưa, để đậu đi. Bây giờ sẽ đun nước. Đun lên. Bật bếp. Nấu súp. Rồi, trong thời gian đó thì xé mấy cái này ra đi. Xé mấy cái khuôn này. Anh xé ra đi. Bật nhỏ lửa cho sản phẩm vào. Khuôn, mấy khuôn hình để làm câu câu hình. Không, mình cứ để cho nó sôi luôn đi. Tại cái này người ta kêu là vặn nhỏ lửa thôi. Đun sôi nè. Vặn nhỏ lửa. Mà phải đun sôi trước là bước đầu. Ok, em nước bắt đầu dần sôi rồi các bạn. Đang lên khói, đang lên khói. Các bạn mà thấy nó sôi bóng là các bạn giảm nhỏ lửa lại được rồi đó. Giảm nhỏ lửa lại là bắt đầu cho cái xi măng. Ê quên. Cho cái bột câu câu vô. Sau khi nấu xong, cho gói bột chua và gói hương vào để khuấy đều rồi đổ vào khuôn. Bột chua chắc chắn sẽ đổ đó, nhưng mà cái hương thì hên xui. Tại vì cái hương thì nó có màu. Nên là nấu bột trước đi, chứ sao. Bây giờ em bỏ bột vô nha. Cho hết luôn. Cho hết cái này luôn. Tại vì nó hay đít nước lại. Đó. Các bạn khi cho vào á thì mình nhớ là để cho cái nước nó nhiệt độ thấp thôi nha. Hoặc là dặn nhỏ lửa lại. Sử dụng bếp ga thì dặn nhỏ lửa lại. Rồi bây giờ khuấy đều. Chúng mình khuấy đều lên nhưng mà vẫn để lửa nha. Bùng bùng ba. Giống như nấu súp vậy. Lên ăn cơm. Bạc. Nè. Chơ. Ăn cơm. Cơm hỏng trời ơi. Cơm ngủ. Sợ thiệt. Giờ mình chơi kiểu mình đói tục ngữ không? Thôi. Anh dở mấy cái môn tục ngữ. Không, còn nếu mà em sẽ nêu ra một câu rồi em nói một chữ, anh nói một chữ, nói cho hết câu rồi thôi. Như câu bóng bóng em bay nữa. Ai bị dắt sẽ bị tán. Trời ơi, tự nhiên. Không. Mình chơi mà. Rồi. Vô nha. Bóng. Bông. Bàn. Bàn. Lên. Ăn. Cơm. Bàn. Cơm. Bàn. Nhà. Ta. Chớ. Ăn. Cơm. Chớ mà. Anh bị chặn là dứt à. Dạ thôi câu khác đi tự nhiên. Vậy thôi bài hát đi. À bài hát. Em gái mưa. Em gái mưa luôn. Mưa. Rơi. Mưa trôi. Người ta mưa trôi. Lại. Làm lại nha. Mưa. Trôi. Cả. Bầu. Trời. Nắng. Trượt. Theo. Những. Em. Bà nhây. Nãy giờ 5 phút chưa em? Chưa. Cũng mỏi chưa? Ủa không biết mỏi luôn. Đây là gói bột chua. Bột sau, sau khi nấu xong bỏ vô cho nó chua chua mới ngon ta. Cái thịt lặt nhất à. Bữa này cái gói hương này nó màu xanh nên không dám cho vô. Mất công nó tè le hết. Cái muỗng từ thẳng thành công là từ trai thành bê đê. Cái cậu gì nữa không? Được rồi. Ừ, giá nha, cái càm trúng một cái là hết biết đường, từ né luôn. Hay cái muỗng càng ngày càng lùng á. Sau một thời gian nấu hơn 5 phút thì tụi mình đã có được cái hỗn hợp này. Và khi tụi mình để xuống thì nó đang nguội dần và sắp đông, cho nên là tụi mình sẽ tranh thủ cắt trộn màu và bỏ vào khuôn. Trước khi trộn màu thì mình sẽ cho bột chua và bột khuấy lên, thì trong bên nó rất là ngọt. Trúng lưỡi à. Ui.
đang đông rau câu lại. Bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu trộn màu. Rồi múc vô, múc đầy cái ly nha. Vừa đủ đầy thôi chứ đừng đầy. Nó đang đặt luôn nè. 2 hours later. Cái màu này nó lên cực kỳ ghê, như chỉ cho một giọt nhỏ thôi. Rùng quá không để xuống luôn. Đây. Sắp đó, thấy ra được màu liền luôn. Không có cần phải cho quá nhiều là nhìn nó ghê lắm luôn á. Đậm lắm đúng không? Đậm, đậm cực kỳ luôn. Cực kỳ luôn đúng không? Ừ, đậm 3 giọt hay là đậm cực kỳ luôn. Ghê luôn đúng không? Sao nó nhạt chưa? Ông bớt đó, đồ, rồi, ông bớt đồ lời nói lại đi. Đừng gọi. Trong lúc đó thì mình sẽ cho cái ly này tới mình. Ở đây tan ra. Màu đỏ. Màu đỏ là bao đậm rồi. Đây, đi màu xanh. Giống như bác tiến sĩ vậy. Từ từ bình tĩnh. Agasha. Em giọng cho vô đây. Rồi chúng ta sẽ phải là màu vàng cho cái là lên màu liền luôn. Cái này đông từ từ cho nên Nhi phải cố gắng khuấy nhanh hơn. Cái màu này nó bị đông luôn rồi. Nó bị đông cái cục màu luôn rồi. Bị liền 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 liền. Rồi đổ vô. Anh khuấy xong rồi. Anh khuấy xong rồi em đổ luôn. Ok. Vậy thì cho nó nhạt chứ nó sắp sửa pha được cái màu này giống không luôn nè. Nó sắp sửa thành cục nước đá rồi các bạn nha. Cho vô. Bọt vô. Vừa đầy luôn. Màu hồng. Đây bên đây là bông hướng dương, mình sẽ chơi màu vàng. Tràn. Còn màu đỏ là bông hồng ngay ở dưới luôn, tuyệt vời. Ủa sao cái ly này đầy quá. Không. Còn này nữa này vô luôn. Nó ra bọt luôn. Wow. Múc cái thập này lên. Rồi, xong. Giờ bỏ tủ lạnh thôi. Xong. Cái của tôi là đơn giản nhất thế giới luôn, mình thấy không? Bởi vì không có đẹp gì hết. Bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu bỏ những cái khung này vào tủ lạnh. Trong vòng mấy tiếng không biết chừng là nó đông gì thôi. Chắc cũng cỡ 2-3 tiếng gì đó. Nó đang đông từ từ nè. Nhất là cái khuôn này như làm đầu tiên nè. Rồi đi. Chắc cỡ nửa tiếng thôi. Bỏ tủ lạnh nha. Bỏ tủ lạnh thôi. Cái bánh trung thu rồi đi. Nó cứng quá. Mệt mỏi. Ngọt. Nhiều cảm nhận như là cái gì không ạ? Nó ngọt và nó dẻo vừa, nó không có bị quá cứng. Đúng rồi, không cứng. Đúng là rau câu á. Đúng kiểu rau câu. Cái này phải gọi là thập luôn chứ không phải là rau câu. Cho thập là rõ vô á hả? Cho trái cây. Rồi. Trái cây với lại phô mai cắt nhỏ 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 rồi. Ngon quá, bạo ngon. Ngon. Cảm ơn lắm. Ây da.
xem hết video này. Và nếu các bạn thấy video này thì đừng quên like, share và subscribe để nhận được tiếp tục nhiều video mới hơn nữa nha. Bye bye. Bò ăn cho kịp mùa thu năm sau hả? Bò.